8. Một lần nữa nhà Bình Long xin nhắc lại số phone đó là 239-823-1198. Nếu quý vị có yêu cầu gì đến Nhật Văn Long thì Nhật Văn Long xin quý vị hãy liên lạc với Nhật Văn Long. Vâng, xin được kính chào tạm biệt tất cả quý vị cùng với tất cả những điều tốt lành nhất đến với Nhật Văn Long. Và bây giờ hãy dành 30 giây còn lại để gửi lời chào tạm biệt đến khán giả. Dạ, Nhật Văn Long cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình 1001 khuôn mặt thân thương của Nhật Văn Long cũng như là chương trình của anh Trần Quốc Bảo hôm nay. Thì Nhật Văn Long cũng xin chúc cho quý vị có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và mọi thắc mắc mà quý vị không ghi kịp số phone Nhật Văn Long thì liên lạc cùng với Trần Quốc tại số phone thường lệ mỗi tuần, đó là 714-981-9255, hoặc email về mc trần quốc bảo@yahoo.com. Gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.